Kính thưa toàn thể đồng bào quý mến, trên dưới 20 phép lạ vĩ đại của Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta. Và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã hiện ra để làm chứng giám về việc làm Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại do tôi lãnh đạo. Và đương nhiên, tôi được chọn bởi hồng ân của cha trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong chọn tôi làm việc lãnh đạo cứu nguy Việt Nam và đồng thời phụ giúp đồng bào góp phần cứu nguy nhân loại bằng cách là thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Những phép lạ hiện ra trên mây đã nói rõ tầm vóc quan trọng việc làm của chúng ta, tức là quan trọng nhất và vĩ đại nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế. Đây là ông tổ chúng ta, ông Rồng. Đây là bà tổ chúng ta, bà Phụng Việt, bà Phụng Hoàng. Ông bà tổ chúng ta đã hiện ra bay từ hướng Việt Nam qua để chứng giám việc làm của chúng ta. Đây là linh hồn của hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ hiện ra để chứng giám việc làm của chúng ta. Cùng nhiều phép lạ vĩ đại nữa mà đồng bào cần phải học hỏi. Đồng bào mau mắn vào trang website của chúng ta học hỏi gấp, đồng thời thực thi theo những điều hướng dẫn của tôi gấp, bởi vì tôi là Minh Vương Việt Nam, tôi là vua Việt Nam, tôi là Phu Động Thiên Vương tái thế. Vì thế đồng bào không được phép khinh thường việc làm này. Những ai khinh thường việc làm Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại do tôi lãnh đạo, thì những cái đó lần lượt sẽ mất tất cả những hồng ân vĩ đại của Thượng Đế ban cho. Đời này và nhiều đời, nhiều kiếp sau này thì ráng chịu. Nhớ những gì tôi cảnh báo ngày hôm nay, vô cùng quan trọng và khẩn cấp. Hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2014. Cha trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong ra lệnh bảo tôi phán bảo như thế. Những kẻ nào khinh thường việc làm Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại do tôi lãnh đạo thì những cái đó lần lượt sẽ mất tất cả. Vì thế đồng bào mau mắn nghe lời tôi hướng dẫn, đồng hành với tôi và phụ giúp tôi tất cả những phương tiện cần thiết để tôi phụ giúp đồng bào chu toàn bổn phận của mình đối với hai công việc vô cùng quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế. Đó là việc làm Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại, là việc làm cũng vô cùng quan trọng và bậc nhất, cũng giống như việc làm Hội đồng Cứu nguy Việt Nam. Đây là việc làm Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại của Cha trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại và ưu ái ban cho người Việt Nam chúng ta được biết trước. Đó là lý do tại sao những phép lạ vĩ đại này hiện ra cùng những mặc khải và sấm lệnh quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế cáo chung. Và tận thế đang bắt đầu xảy ra. Đồng bào cần được biết rõ điều đó. Y sư Thánh Giống chúng tôi, Minh Vương Việt Nam, xin kính chào tạm biệt. Và kính mong đồng bào mau mắn nghe lời tôi hướng dẫn
gấp đồng hành với tôi, phụ giúp tôi tất cả những phương tiện cần thiết để làm việc cứu nguy Việt Nam gấp, và đồng thời góp phần cứu nguy nhân loại gấp bằng cách là thông báo những tin mừng này và những mặc khải quan trọng nhất của cha trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại mà người Việt Nam chúng ta may mắn và được chọn lựa, được biết trước và được mời gọi để nhập cuộc trước tất cả những giống dân khác. Đây là một điều thật là vinh hạnh và vinh dự cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội nữa, bởi vì chúng ta đã quá chậm trễ, và đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta chứng tỏ lòng chân thành, ăn năn sám hối của mình. Nhớ những gì tôi cảnh báo ngày hôm nay, bởi vì nhân loại sẽ nhìn vào chúng ta, gương sáng của chúng ta. Nhờ đó mà nhân loại sẽ học hỏi mau chóng những sấm lệnh và những phép lạ của cha trời Thượng Đế Toàn Năng. Để rồi nhờ đó nhân loại sẽ được cha trời Thượng Đế Toàn Năng cứu rỗi đời này và mãi mãi sau này. Và nhiều người sẽ được cứu rỗi bởi hồng ân của cha trời Thượng Đế Toàn Năng. Một lần nữa, thành thật cảm ơn đồng bào đã theo dõi phần cảnh báo và thông báo cũng như tường trình vô cùng quan trọng ngày hôm nay. Đồng bào nhớ mau mắn vào trang website của chúng ta www.facegodjesuschrist, học hỏi gấp, đồng thời phụ giúp tôi tất cả những phương tiện cần thiết để làm việc giúp đồng bào cứu nguy Việt Nam, và đồng thời góp phần cứu nguy nhân loại gấp.